Hoàng Su Phi ơi sao mà đẹp thế, lúa vào mùa xây cá thi nhân. Đẹp quá. 1939. Cô nào thấy gương thì cô nào lại theo sau cũng được mà. À, người ta sẽ theo sau mình à? Vâng, người ta sẽ. Em ngó lại xem có ai theo mình không? Bạn có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu à? Là sinh năm bao nhiêu? Có người yêu chưa? Chưa. Thế bây giờ ví dụ con muốn làm con rể cô thì phải đi làm. Ờ, chào cô nhá. Cô ơi, sao cô có răng đẹp thế? Con mấy tuổi rồi? Con 11 tuổi. À, chị mắt sao đây? Vì con gặp chị Phương. À, tí chú phát quà cho mấy đứa nhá. Vâng. Ok. Hello con. Ôi xinh thế. Nó ai ai chứ đồng mày tôm vào đây nào. Chim. Ôi bạn này có con bộ quần áo đẹp thế nhỉ? Nếu mà ở đây mà các anh mà kiểu không có việc làm ấy mà muốn đi làm ấy thì ở đây thì anh Thủy anh cũng hỗ trợ luôn. Khoái khoái. Anh thật anh chỉ muốn ở đây, anh không muốn về nữa. Mình đứng trên biển mây luôn. Qua mình ngủ bên này khá là ok. Buổi sáng hôm nay thì mình sẽ đi quay quanh đây cho các bạn xem những cái view đẹp ở Hoàng Su Phi các bạn nhé. Hai bố con vừa đi đâu về đây. Ôi biển mây kìa anh. Đứng đây mình ngắm được biển mây luôn này. Hai bố con anh vừa đi đâu đấy? Hai bố con vừa đi ra ngoài chỗ gần đến chợ kìa, vòng về. Ua, chào con. Ừ. À đây. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Cô đơn giữa ngày đông. Buổi sáng mình rất là thích ngồi ngắm nhìn những cái cảnh vật như này nhẹ nhàng các bạn ạ. Đẹp quá. Một cái homestay rất là chill ở trên Hoàng Su Phi. Chỗ nào cũng thấy view, view và view. Trên đây thì đa số là ruộng bậc thang bạn ạ. Rất là đẹp. Mình đang đứng trên mây luôn này. Dưới kia là mây. Buổi sáng đốt một chút trầm rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ mấy anh em sẽ di chuyển đi xuống chợ để quay cái chợ phiên cho mọi người xem nhá. Con này giống kiểu hoa mua anh ạ. Đẹp thế. Ui chà. Hoàng Su Phi ơi sao mà đẹp thế, lúa vào mùa xây cá thi nhân. Chào mừng tất cả các bạn đến với trụ sở của Ủy ban xã Bản Luốc. Chào mừng với các bạn km0 Bản Luốc. Ok. Cháu sinh năm bao nhiêu? Cháu 2003. Cháu 2003? Vâng. Chú sinh năm 2000. Chào cháu nhá. Vâng. Lần sau gọi ông có trẻ nhá. Vâng ạ. Mấy chị này là trang phục người gì vậy bé? Người Dao ạ. Người Dao à? Dao đen. À. Đi ngơi, anh em vào chợ đi. Đi gì? Anh cứ để đi em trông cho, hay quá. Mời các bạn tới với một cái phiên chợ của người Dao. Người Dao sẽ chiếm là phần chủ yếu. Bà ơi, bà có món gì đấy bà? Cái món gì đấy bà? Ăn trầu à? Ăn trầu à? Ừ. Ăn món bánh này không em? Món gì anh? Bánh chao. Bánh chao à? Anh em cho em xin kiểu ảnh với. À ok. Bây giờ mình cứ đi lượm vòng cho mọi người xem luôn. Sau anh em mà thích cái gì thì mình anh em ăn sau. Chà. Chị ơi, cho em hỏi là ý là hàng ngày mình sẽ mặc như này đấy hả? À, người chưa có chồng và người có chồng thì phân biệt như nào hả chị? À, người chưa có chồng thì là trở thành con cái chưa có chồng, khi nào muốn đi đâu cũng thoải mái. À không, ý là cái trang phục nó có thể hiện được vẫn mặc như thế. À không có gì khác biệt ạ.
Thế mà có một cái ngày lễ cưới nó mới mặc khác thôi. À. Em đang muốn lên đây để bắt vợ ấy. Em nhìn thấy mặc như thế này có lấy không? Đây là đi mua về. Không, ý là mình phải biết được là bạn nào chưa có chồng để mình tán bạn đấy. Thì là mình có cách nào để phân biệt không chị? Nếu mà cô chưa có chồng thì tán không được. Nếu mà cô nào thấy ưng ưng thì cô nào lại theo sau không được mà. À, người ta sẽ theo sau mình à? Vâng, người ta sẽ. Ngó lại xem có ai theo mình không? Ở trên đây là con trai sẽ đi tán con gái hay con gái sẽ đi theo con trai ạ? Con trai đi tán thôi, con gái mới theo. Thấy người nào hoặc là cảm thấy rất là ưng ý là mình đi theo. À, ok, cảm ơn chị nhá. Chúc chị buổi sáng tốt lành. Ok. Ôi, các bạn xem này. Mình bắt đầu thích Hoàng Sophie rồi đấy. Cho mình phỏng vấn chút nào. À, bạn này tên là gì? Em tên Lan. Thôi. Lan sinh năm bao nhiêu? Em 24. Có người yêu chưa? Chưa. Em chưa. Đấy, à, sao mà mẹ em à? Vâng. Cô ơi cô, khi nào thì cô cho Lan lấy chồng? Bao giờ? Khi nào mới lấy được? Hả? Khi nào mới lấy được? Thì cháu hỏi là khi nào mới cho Lan lấy chồng? Em biết được. Từ từ hắn đi. Ồ. Mày em ngại lắm. Anh phải rút chìa khóa ra các bạn ạ. Bây giờ là không cho đi nữa. Cô ơi cô muốn tuyển con rể như nào? Chả biết con đâu. Tùy con thôi. À, có là tùy Lan thích chọn ai thì chọn đúng không? Vâng. Thế bây giờ ví dụ con muốn làm con rể cô thì phải như nào? Làm như nào? Biết được thế, con nhất ký thì có làm được. Cứ làm thôi à? Lan đồng ý không Lan? Em biết nữa. Thôi nói chuyện với tôi này, gửi em nhá. Ok. Bye bye cô nhá. Cho cháu nhá. Không ăn được à? Cái gì? Đi phơi lên xong làm mỡ. Ừ. À, người ta lấy dầu từ cái cây này đúng không? Đây là một cậu bé đi con đi đâu đây? Đi chợ. Con đi chợ á? Con có cái gì ở đằng sau đây? Đây là cặp sách à? Vâng. Ui giời. Hôm nay đi học không? Có. Cho chú xem cái quyển gì đây? Quyển ngữ văn ạ. Ngữ văn lớp 9. Ơ con nào lớp 9 à? Vâng ạ. À, mấy tuổi rồi con? Cháu 15 tuổi ạ. 15 tuổi. À ok, đẹp trai ngoan ngoãn. Thanh niên này có quả ủng đẹp quá nhỉ. Có nghĩa là mỗi nơi thì sẽ có một cái nét đẹp riêng các bạn ạ. Ở đây thì các cô ấy đang bán đồ. Chào cô nhá. Cô ơi, mấy cái vòng này là vòng bạc hay vòng gì đây? Vòng á, cái này ấy. Vâng, vòng này này. Cái này vòng nhôm. Vòng nhôm à? Vòng bên này mới bạc thôi. À, cho thấy là vòng bạc này nó sẽ đậm màu hơn đúng không? Kiểu nó sáng sáng màu hơn đấy. Ồ, nặng lắm các bạn ạ. Ôi giời. Ôi giời. Cái này à anh? Ồ, cái này là vòng nhôm các bạn ạ. Nhôm mới nhẹ hơn. Cái này là kim gì đấy ạ? Cái này là kim khâu. À. Cháu lại tưởng kim bạc cơ. Kim không có bạc đâu. À, kim không có bạc à? Ừ, cô làm được kim bạc không? Cô làm, ai đặt mới làm. À. Còn cái này là tiền. Các bạn có biết về khảo cổ học không? Tới đây xem. Đây mình tìm một đồng cho các bạn xem này. Cái đấy tiền gì đấy, tiền vàng. Em chẳng biết là tiền gì nữa, anh xem này. Đồng xu vàng. Đồng xu vàng á? Đây vòng đồng đúng không ạ? Đào là chi sàn đẹp chứ mà đào mà. Thế đó là cái tiền gì đây ạ? Đào đúng sàn đẹp, chi sàn đẹp hả? 1939. 1939. Cái thang này nó còn không anh. Thế à? À được. Anh này nó không có đâu. Thôi thế này nhầm rồi. Đây, đây, anh xin chào con. Chào đi. Con. Xin chào bạn này. Bạn có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu à? Thế cho mình hỏi chút. Em tên là gì? Em tên là Phương ạ. Phương á? Vâng. Phương sinh năm bao nhiêu?
Em 24 ạ, à, em còn đến mai chứ ơi, có khi yêu thôi. Ôi trời ơi, xinh gái tê. Nhưng mà anh đi đi. À không, nhưng bạn này đang cầm giấy mời là em cưới đấy hả? Vâng ạ. Chúc phúc, chúc mừng nhá. Vâng, chúc mừng nhá. Chuẩn bị lấy chồng rồi đúng không? Ờ, chào cô nhá. Cô ơi, sao cô có răng đẹp thế? Răng này là mình phải nhuộm à? Không phải đâu, ăn trầu thôi. Ăn trầu là nó đen? Vâng. À, cô cười cái nào. Cảm ơn cô. Đây rồi, cô đang điệu bé này. À, tại sao mình lại có cái này này? Ông ngoại em mất ạ. À, sorry nhá, chia buồn gia đình. Vâng. Chị ơi, em muốn hỏi là ở trên đây ẩm thực ấy thì ăn ở đâu được nhỉ? Bình thường hôm nay ngày chợ thì hay có thắng cố. Có không ạ? À? Thắng cố thì hôm nay là... Nhưng mà hôm nay không biết họ có làm hay không. Ở đâu anh? Ở bên này, đi chạy sang bên này. Đi thẳng bên này đúng không? À ok. Cái con này có một bệnh mây mà mầm. Cô đang muốn dọn răng. À hôm nay là thắng cố bộ à? Đây mình ra hỏi chị như có thắng cố các bạn ạ. Đây là thằng cố bò. Ai chà, thằng cố bò à? Đây, cố bò nát đây. Có ăn chưa? Sợi, được đấy. Còn đây là... Đúng là bò luôn, bò là chuẩn đấy. Chị bò gì nhá? Ở bên này là cái nồi gì? Đây, cái này là nó pẹ. Pẹ dê á? Ai chà, được. Chị ơi làm cho em 2 bát. Một bát pẹ dê. Với cả một bát... Vâng. Ai chà. Ai chà 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 chà. Có cả món ca này, tuyệt vời quá. Ôi các bạn ơi, em dẫn chưa? Ăn thằng cố của vùng cao xem có được hay không. Cái này món thằng cố, còn cái này món bịa dê. À, cảm ơn chị nhá. Này bia Bắc Giang bạn, nhưng mà được cái là uống ở trên vùng cao nó vẫn khác biệt. Bia. Nói chung là bia này nó một thú vị nữa, đó là mình ăn với cả kèm với cả thằng cố với cả bịa dê nữa. Không phải ở đâu cũng có bạn ạ. Em rót bát nhá, anh em cùng qua nhá. Anh em làm cái nha. Rồi, mời các bạn nha. Này, bị dê đây. Bị dê đây anh. Bị dê trước. Anh thử ăn bị dê xem nào. Chào con gái. Ai vậy? Mời các bạn nha. Không nhưng anh phải cảm nhận thật đấy. Ở đây là không có quảng cáo review đâu, anh phải cảm nhận thật đấy. Bia này hôm nay làm ngậy lắm. Thật đấy. Rất ngon. Không đắng không anh? Không đắng đi hả? Rau người ta làm rau gì đây? Anh đoán rau gì? Không biết là có bị xả, xả một tuần đúng không? Nó bị bùi bùi rất là ngon. Chắc may không bằng mắt thấy không bằng tay sờ không bằng mũi ngửi không bằng miệng ăn. Giờ mời các bạn chiến thử cái món trên vùng cao này xem như thế nào nhá. Đây là món pịa bò trước, lòng bò. Ở đây bò. Úi chả ôi. Ủa đấy không? Sao mà? Này, trời. Ui. À, đúng anh. Ngon mà. Ngon không? Ngon. Rất là ngon luôn. Con phát biểu cho chú Hoàng nghe xem mà cảm giác như thế nào. Bây giờ chúng ta ngửi cái mùi, cái mùi dê. Mùi cảm giác nhỉ? Nhận thấy mùi. Ăn đây mà. Cái mùi dê. Bịa à? Có thể là người, có thể là cái người mà sợ mùi đấy sẽ không ăn được. Mà như mình bù với các bạn. Ngon. Cảm ơn kèm theo. Món ăn địa phương. Tuyệt vời. Con cảm nhận cái món này sao con? Được à con? Ngon không? Ngon như dưới mình không? Dưới mình có món này không? Đấy nhá, con phải cảm ơn bố Thủy đã cho con đi chơi nhá. Đi ngon lắm chứ. Không. Đấy, bố Thủy là thương con nhất đấy. Quá ngon đúng không? Đấy, bé rất là ngoan tự ăn luôn này. Mấy anh em vừa trong xe lên rồi bạn. Đi trên đây vòng vèo phết đấy. Các bạn đi nhầm đường phát là các bạn đi mất mấy tiếng mới tới nơi. Mời các bạn ăn cơm với gia đình nha.
Vâng, vâng ạ, em tặng quà cho các cháu. Hôm nay mình tới với xã Bản Luốc. Đây là thôn Bản Văn 2. Bản Văn 2. À, hai anh làm ở trong trong đây luôn anh. Anh là dân quân trong đây à? Em chào anh nhá. Còn anh thì làm ở đây là làm gì vậy anh? Trưởng thôn ạ. À, anh trưởng thôn à? Vâng. Anh tên là gì? Đặng Văn Mì ạ. Anh Minh? Mì ạ. Anh Mì? Vâng. Vâng. Em thì đoàn này em có em với cả anh Thủy ở trên Thái Nguyên ấy. À. Thì có lên đây có một chút quà thì muốn vâng. gửi cho các bé tí ấy. Vâng, vâng. Vâng. Có một chút quần áo rồi là bánh kẹo gửi cho các bé. Vâng, vâng. Vâng. Mấy bạn này mấy tuổi rồi? Con biết nói tiếng Kinh không? 3 tuổi. 3 tuổi. Hay quá nhỉ. Ôi, bên này có mấy bạn xinh quá. Con này con mấy tuổi rồi? Con 11 tuổi. 11 tuổi á? À. À, con tên là gì? Con tên là Lý Thị Lan. Lý Thị Lan? Lý Thị Lan. Lý Thị Lan. Vâng. À, chị mắc sao đây? Bị con ong đốt. Ong đốt à? Thế có bắt được tổ ong không ạ? Bắt được tổ ong nhưng không biết là ở không. Chưa. Có nghĩa là mình bắt tổ ong về mình nuôi. Vâng. Thế là nó đốt cho nó thơm cái vào mặt. Vâng, vâng, vâng. Thơm vào cái mắt này. Ôi giời, trời, trông xinh quá. Con tên là gì? Lý Thị Phương. À, tí chú phát quà cho mấy đứa nhá. Vâng. Ok con. Ui, bạn này còn xinh nữa này. Hello con. Ôi, xinh thế. Bạn này đẹp trai hay xinh gái đấy ạ? Bạn trai. Con gái ạ? Ui, xinh thật đấy. Con nhìn này này. Hello các chú. Hello các chú. Nhìn này này. Vẫy tay này này. Vẫy này. Xinh quá. Cái này là môi tự nhiên đấy ạ? Vâng. Có đánh son không? Không. Không á? Trẻ con làm gì ai đánh son? À, trẻ con ai đánh son nhỉ? Bạn này là mấy tuổi anh nhỉ? Ừ, cái này 4 tuổi. 4 tuổi. Ôi, xinh thế. Sao thanh niên này không có dép à? Hả? Đi xe đó. À. Đây rồi, các chú đến rồi. Nơi tập trung của thôn này anh? Vâng, hàng tháng thì để kỳ họp của thôn có gì thì tập trung họp đây. À. Vâng. Anh cho em hỏi là thôn mình thì thường thường mọi người sẽ làm gì để kiếm tiền anh? Anh đừng dựng vào cho ô tô vào anh. Ở đây kiếm tiền thì hơi khó khăn một chút. Chủ yếu là hái chè với lại làm các vật nhỏ mình ít thôi ở đây. Ở đây kiếm tiền ấy vất vả. Lại không có các công ty xí nghiệp để mình làm không, anh? Đây không có công ty gì để làm thu nhập cho bà con. Thường xuống dưới kia như là Bắc Quang hoặc là Tiên Quang hàng đêm cái đó là. À. Thế hiện tại là đã có ai đơn vị nào đến đây hỗ trợ nhà mình xuống đấy để làm việc chưa anh? Hàng năm thì vẫn có công ty đến xã để tuyên truyền cho thanh niên đi làm các công ty, nhưng mà vẫn có một số vẫn đăng ký đi và một số cũng phải ở lại. Không đi được hết. Vâng. Đây, mấy anh em bắt đầu di chuyển xuống rồi. Caramel ơi, cho anh cầm caramel cho anh cái. Xinh gái. Thanh niên này tóc bị đã ồn tí các bạn ạ. Đây là anh Thủy. Vâng. Anh Thủy, anh hai anh em tới. Vâng. Một chút quà gửi đến thôn nhà mình. Vâng. Anh em vừa hỏi là trên đây thì cuộc sống của các anh ấy làm gì thì anh bảo là đây không có công ty xí nghiệp gì để làm hết. Hàng năm là anh làm về nhà lông đúng không? Vâng. Anh Thủy ấy. Vâng. Là anh có làm việc với rất là nhiều công ty ở dưới sông Công. Sông Công của Thái Nguyên ấy. Thôi bây giờ mình cứ làm xong chương trình này có gì thì anh nói chuyện với nhau. Ok. Cho cháu đấy. Vâng. Chờ các bé đợi đến đủ hay chưa nhỉ? Nếu mà chưa đến đủ thì mình về mình gửi qua rồi mình về phát được. Anh là thanh niên này trong đoàn à? Và thanh niên à? Đây đi vay vay luôn. Anh này mấy tuổi rồi? Hả? Anh nhìn không cho mấy lắm mà. À, em trong đoàn thanh niên tình nguyện viên ở trong thôn à? À đây, này mặc áo rất là xinh đến đây. Bye.
để cho ba anh em. Em mới là ngày bỏ đồ đây, xong anh cứ phát cho mọi người làm sao cân đối là được. Anh phát nhá. Anh phát nhá. Anh phát, còn hai anh em cứ bỏ đồ đây thôi. Đầu tiên cho các cháu ăn kẹo đã. Cháu ra thú vắt kẹo cho nhá. Ăn kẹo trước xong rồi lại nhận quà nhá. Em sẽ phát kẹo, còn anh với cả anh này hỗ trợ phát cái quần áo với cả. Ok. Đấy, chú bảo này, bây giờ con phải như này mới lấy được. Đấy. Bố ở đây đâu. À. Này. Cái này xinh thật đấy. Chim. Ôi bạn này có con bộ quần áo đẹp không nhỉ? Chị cầm nhá. Mà chị cầm cổ con chỗ tay luôn. Dễ thương. Lẽ ra mình phải cầm một cái túi quà mình chia ra sẽ ok hơn. Đây là anh em mình tự phát, đây là chưa được chuyên nghiệp lắm. Đây là một cái gì mọi người thông cảm. Anh này à? Ok. Anh cầm cho bé luôn nhá. Ok anh. Cho em mì tôm với mì trắng gạn. Có ok không, có lấy không? Có được không? Có chứ. Có tươi lên tí thôi nào. Sao buồn thế? Cái nhà gần đây để tí anh chở lên cho. Đây, đi khoảng 300 mét. Thế tí nữa okay. Sao không để cho anh ấy, mình phát luôn đây đi anh. Đỡ phải lên. Phát luôn đây mang được mà. Có cầm được không? Được. Cầm được. Ờ. Nhà anh là có hai người bị liệt hay là sao? Khuyết tật. Là con của anh nhỉ? À, chị gái với bố. Ơi. Bị khuyết tật đó. Vâng. Là như nào vậy anh? Liệt không đi được ấy. Không đi đứng được. À vâng. Đi cho nhà ông ấy. Ok con. Cảm ơn đi. Cảm ơn chú. Đây. Cầm được rồi. Đây. Cho vào túi đi. Cho vào túi này. Mấy cái túi này. Cho mấy bé này. Ôi cháu xin. Đấy. Phải như thế. Đẹp lắm rồi. Đi sắp từ nãy giờ. Cho cháu xin cái chú ơi. À, cho con này. À đây là con của chị à? Cả hai đứa luôn à? Tôi cho đây để đây nhá. Này bạn. Con ăn đi, con ăn đi. Tôi xéo nhá. Cái này. Con ăn kẹo không? Con này. Ai phát kẹo không bé? Cho mấy em. Ai? Cho mấy em. Xin. Cháu xin à? Này, con cầm mấy cái túi nha. Bánh kẹo đấy. Xin chú. Ờ, đúng rồi. Cho chú ăn mê. Chú xin cái. Và các bạn ăn thấy xin cả anh em chị chèo quá. Các cô đang lựa đồ. À các anh em này đôi giày đúng không? Anh Thủy anh đang đổ ra để cho các bạn là bà vợ của anh em là đó, mì tôm này xé cho các cháu được để con cho mì gạo này đi để cho anh kia vâng. Còn đâu mà cho anh kia cho anh lấy gọi gạo đúng không anh? Có cho anh gọi gạo luôn, nhà anh có hai người bị liệt vâng. À, thế thì cho anh ấy gạo cái này rồi thì tôi cái kia nhỉ để muốn vâng. Ưu tiên hơn được nhiều một tí. Đúng rồi, ưu tiên được nhiều một tí. Vâng, chia ra đúng không? Vâng. Chia ra cho các cô mỗi người một tí. Một tí để vâng. Ưu tiên gia đình này được nhiều hơn. Vâng.
Vậy thì anh chia giúp em nhá. Anh chia đi. Vâng. Hai anh chia giúp em nhá. Vâng. Thôi để anh em cứ chọn này hết đã xong. Vâng. Cầm kiểu nó cầm đi thứ. Cầm kiểu chưa? Bà ơi bà. Bà có vui không bà? Vui lắm đấy. Hả? Tới phát quà cho mấy cô, mấy bác, mấy chị. Cầm, các anh chị cứ cầm về đi, cầm về lựa sau cũng được. Đấy, phải mua rồi thì tốt lắm, về tức là một đông mặc lên. Đúng rồi. Anh em tài trợ được thế thì quá ngon rồi. Quá ngon rồi. Mấy anh có thích em vào đây nữa không? Có ạ. Có à? Được hỗ trợ đợt này thì đợt sau lại rất là mong các em lại tiếp tục quan tâm cho bà con nhân dân nữa. À, với cả nếu mà ở đây mà các anh mà kiểu không có việc làm ấy, mà muốn đi làm ấy, thì ở đây thì anh Thủy anh cũng hỗ trợ luôn. Đấy thì tí nữa em... Vâng. 1.000 tiền nào là qua môi giới tất cả nhé. Vâng. Giới thiệu trực tiếp đến công ty để mình làm rồi hỗ trợ anh, có là anh sẽ đến chở các anh đến để mà tìm chỗ ăn, chỗ nghỉ rồi là chỗ làm luôn. Vâng. Và hàng tháng cứ thế thu tiền về và gửi về cho gia đình thôi. Vâng. Đấy thì tí nữa anh với cả anh Thủy đang ngồi nói chuyện với nhau. Vâng. Dạ, ok. Như hàng năm thì anh là trưởng thôn à? Vâng. Hàng năm thì có các công ty ở dưới Bình Dương này. Không, em đây ở ngay Thánh Nguyên thôi, không phải đi xa. Vâng. Để xuống tận Bình Dương vậy thì xa quá. Cứ từ 18 đến 45 mà em lấy hết. Chứng minh thư là được. Ok. Anh cũng nói luôn cho các bạn đang xem là ví dụ làm công việc ở đấy thì mình thường làm những cái gì anh? Công việc ở chỗ anh thì làm về linh kiện điện tử. Linh kiện điện tử. Anh bóc thì tôi mộng em. Để mấy mọi người chọn xong rồi bóc anh. Đây có túi ở đây nhá, một tô. Anh này anh tên là gì? Anh Púa à? Cuống. Anh Cuống. Vâng. Anh có thích bọn em lên đây nữa không? Có. Có à? Anh ở trên đây là anh làm gì để anh sống? Làm ruộng à? Thế vợ đâu? Vợ đâu này? Đi con đi. Vợ ở nhà. Vợ ở nhà. Vợ anh ở nhà làm gì? Đi làm. Đi làm á? Đi làm gì anh? Cắt lấy củi. À lấy củi à? Vâng. À. Con anh được mấy tuổi rồi? Con này được 1 tuổi. Hơn 1 tuổi. Thế nhà anh được mấy đứa? Hai đứa. Vâng. À, bố anh là mới tai nạn hay là bị liệt từ trước rồi? Liệt 2-3 năm nay. À mới bị liệt 2-3 năm nay. Còn trước kia là không bị liệt. Tấm này mưa đấy. Kiểu run. Nhưng mà lý do biết tại sao bị liệt không anh? Là bị tai biến nhẹ. Không biết à, chỉ biết bị liệt thôi à? À. Lúc đầu thì gọi là mới bị thì vẫn đi làm bình thường được, nhưng mà về sau thì càng bị càng nặng là bị liệt ở nhà luôn, nằm luôn. Liệt nhà luôn, đứng ăn ở một chỗ luôn. À. Bây giờ chị gái hiện tại là không bước ra cửa được. Vâng. Nặng nhất là chị gái. Vâng. Có ăn mì tôm không, ra đây để chúng phát cho. Có người mấy gói cầm về mai ăn. Nhận thấy một điều rằng là các chị trên đây rất là thích những bộ đồ màu đen. Đúng không? Ở đây là đi làm này. Đi làm thì nó bụi bẩn bám vào thì cái màu đen là nhìn nó trông nó sạch bẩn hơn. Thế là các chị rất là thích mặc đồ đen. À. Xong rồi nếu mà thừa bao nhiêu thì anh để lại, xong anh gửi lại trong nhà văn hóa ấy. Rồi là nếu mà ai cần thì lại đến lấy anh nhá. Vâng. Còn nhiều anh em hôm nay không đến thì chắc chắn hội thế cũng vẫn muốn sử dụng mà. À vâng. Nói chung là toàn với anh Thủy thì cũng có một chút quà thôi. Và chia sẻ với các bé ở trên vùng cao này các bạn ạ. Vẫn thấy bé này xinh quá. Sao mà chắc chắn đứa đây rất là xinh này. Các bạn xem ánh mắt này, trong sáng chưa. Sau 18 năm nữa con xem lại video này là con xinh lắm thế này. Lúc đấy là chú 40 tuổi rồi. Chị có thích em tới đây nữa không? Có. Có hả? Đây bà lấy được ít mì tôm cho bé. Cháu ơi. Cháu của bà. Vâng. À, bà năm nay mới bao nhiêu tuổi rồi? Hôm quá. Bao nhiêu tuổi ạ? Bà bao nhiêu tuổi? 62. 62 à? Vâng. Răng bà đẹp thế nhỉ?
may mắn sao là có anh trưởng thôn cùng với cả anh quân đội trưởng ở đây hỗ trợ mình chia quà các bạn ạ. Chứ mình cũng chẳng biết chia đi nào. May quá. Có con à? Con thì có à? Tên Ngọc. Ngọc à? Ngọc. Ai ai chia được mì tôm vào đây nào? Có ra đây để mì tôm đây. Hai tay xin bác. Rồi, ngoan xin bác. Ok. Các bạn nào chưa mì tôm không? Vào đây chú phát ra này. Cháu rồi chú ơi. Cháu trưởng khóa xe cho cháu này. Chú mang về. Cháu mì tôm về ăn ở. Đây, ơi. Cháu xin. Mấy ơi, lên truyền hình. Đây, phát cho cháu này. Xin. Xin. Hơn đấy cái ngon sản như sản này nhỉ. Giờ thì nó to ở ngay chuồng này. Con ăn nó đấy. Này anh có thiếu chậu không? Lấy cái chậu này nhá. Thiếu. Hả? Lấy một cái nhá, cho một cái nhá. Vâng. Đây, cho một cái chậu này nữa nhá. Đây. Ủa nhỏ nhỉ? Xin đi. Con xin đi. Cầm lấy con. Con xin đi. Con mời con xin. Khoái. Chín á. Hay xong một cái chỗ biểu chứ. Chín đi. Chín ông. Còn cái song này với cả cái này thì cũng phát luôn đi anh. Xong ai cần thì phát luôn. Nhân với đại diện ở đây trên ạ. Đấy chị cho luôn mì tôm vào trong sách. Đang là nhiều ăn, mình nhiều ăn, nhiều chín. Nhiều lòng chốc cánh. Đi giày bata này. Còn giày ai lấy thì ra lấy đi. Đây là giày bata mình ai lấy được thì lấy ạ. Đây là bóng này. Con sạc hộ cái. Con giày mới mà. Ừ, con đi thử nào con. Vừa đi luôn. Có chặt hay nào vừa con. Chặt không? Đi thử đây, đẩy lên một tí. Rồi. Ở nhà có hai anh em ạ. Còn đứa anh trai nữa. Thế thì cầm một đôi về khi sau này lớn nó cần đấy. Đúng rồi. Con vứt bỏ ra đấy. Thì con mấy 1 2 năm nó sẽ lớn nhanh cơ mà. Vâng. Đi được. Cầm hai đôi về. Xin nhá. Đâu xin chú. Quên cổ. Mang về cho mấy ăn. Phát sương cho các bạn. Nói chung là có bao nhiêu pháp bao nhiêu các bạn ạ. Xá nhá mà ở chủ giang. Okay. Cảm ơn hai anh. Vâng. Vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh nhá. Chọn đi thôn là cho mọi người kể về là. Cảm ơn nhá. Chào anh nhá. Tất cả mọi người nhá. Cảm ơn các bà chị. Cảm ơn các cô các chị nhá. Em về đây. Vâng. Bye bye. Đồ của em này. Đây con ơi. Bây giờ là ok luôn nhá. Đi về đúng không anh? Đi về. Xong rồi lấy đâu thì đi gà. À, nướng gà mắc cá. Quên trách nhiệm ở đâu. Còn nhiệm vụ gì nướng gà nữa. Mình lấy xe mất hẳn không? Ngoài thì lắm quá. Cảm nhận thiên nhiên thế nào anh? Thiên nhiên đấy. Anh thật này. Anh chỉ muốn ở đây, anh không muốn về nữa. Ôi các bạn xem quả thiên nhiên này. Xuất sắc luôn. Chỗ này em bay dù được đấy nhỉ? Wow. Đẹp. Tuyệt vời luôn. Các bạn xem ánh nắng mặt trời nó được mây nó che một nửa đi này. Xong bắt đầu nó dọi xuống này. Trông huyền ảo vãi chưởng này. Wow. Cảm giác đẹp như trong tranh luôn. Việt Nam mình đâu phải đi xa. Khi mà mấy anh em làm xong chương trình các bạn ạ, bây giờ thì đến tiết mục gọi là thưởng thức ẩm thực trên đây tại Skyview Khánh Định. Khánh Định à? Mình rất là thích cái món này các bạn ạ.
Thôi, mời cả nhà di chuyển vào ăn cùng với gia đình rồi. Nay ngồi có thanh niên này thích uống kiểu rượu cả này các bạn. Đang trộn pha trộn rượu với nhau. Đây là rượu pha với cả cái nước này các bạn. À, bia chứ, bia pha nó thành cái này. This is not how we have to drink this. Right. Nhá. Một hai ba, vô. Mở. India, we say cheers early. India. India, we say cheers early. Snobs. No, think for cheers other than cheers. Cheers. Oh, we can say salut. Salut. Salute. Salute. That's Italian. Vietnamese, 1, 2, 3, yo. India. Not Indian, Italian. Italian. Salute. 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 Okay, salute. Salute. Okay.